Đàn tính là loại nhạc cụ đặc trưng của người Tày trong các dịp lễ hội. Những âm thanh lúc mượt mà khi lại lảnh lót, dạo dực của cây đàn tính đã vẽ nên một không gian đời sống tinh thần đầy màu sắc của đồng bào Tày vùng cao Tây Bắc. Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng về với thôn Phẻo, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng để cùng gặp gỡ với hai nghệ nhân đã có nhiều công sức trong gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống của nhạc cụ độc đáo này. Hồi xưa các cụ có đàn xong là cứ nhìn xong thấy các cụ là cũng hay hay đánh cũng hay, nhưng mà thôi mình cứ cầm vào xong bắt đầu là cũng đánh cũng hay hay xong là vì trong lòng ham mê ra là mình cứ tự làm xong bắt đầu là tự đánh như đấy. Cái này thì làm được ra một cái đàn này thì cũng phải có 3 ngày làm được ra được một cái đàn hoàn hảo thì mấy công đoạn làm. Công đoạn thứ nhất thì làm mới cần, vâng, phần quan trọng nhất là làm khó nhất là chỉ có lúc còn là lắp bầu, vâng, lắp cái quả bầu này vào thì làm ra được cái đàn tính. Thì vừa cũng là khôi phục lại được cái bản sắc văn hóa của dân tộc Tày. Trong đội văn nghệ của thôn là có bác Xin và bác Kết là hai người rất quan trọng. Hai bác rất biết nhiều cái điệu điều tính và còn làm ra được cây đàn tính với lại giữ được bản sắc dân tộc của dân tộc Tày ạ. Những cái cây đàn tính của các bác ấy thì làm rất là công phu và tỉ mỉ. Âm thanh thì rất là nghe nghe rất là đẹp, hay và cũng mong là sẽ học được cái làn điệu tính của các bác và cũng như là các bác sẽ truyền lại cái cách làm đàn để cho thế hệ trẻ chúng tôi mai sau là sẽ có người theo nối nghiệp làm đàn của các bác.